Samsung AI Eco Bubble tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Hãy subscribe người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng anh thôi nhớ mau. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa. Chúng ta có một cái đêm nhạc vô cùng đặc biệt, đó là đêm nhạc All Star Concert của The Masked Singer Việt Nam. Và hy vọng mọi người nếu mà yêu mến The Masked Singer Việt Nam hãy nhớ mua vé của chúng tôi tại Vshop nhé. Samsung AI Eco Bubble tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Và đó là vàng kết hợp giữa Ocean và Ô Số. Một cái bộ song ca quá tuyệt vời, quá đẹp. Trước khi bà Súng xuất hiện là tôi cũng tự tin cái đáp án của tôi viết ở trong tờ giấy cho ban tổ chức lắm. Tự nhiên bà Súng ra bà làm tôi hoang mang nha. Hiện nay cái người Ô Súng này là tôi có tới 2 đáp án rồi. Một trong 2 cái đó lại trùng với cái đáp án mà tôi viết là Ocean. Cho em hỏi một câu để xác minh đáp án được không? Chị Súng trả lời thiệt giùm em nha. Tiên là sinh năm 89 thì Súng là lớn hơn hay là nhỏ hơn Tiên ạ? Ở trên bảng người ta ghi năm sinh của em là 1976. Ồ, 1976 thì 2 cái option của mình là không có đúng á nha. Không tới đó đâu, chắc nói dối đó. Làm chi mà gian mà dối cho được. Em nghĩ là hội đồng cố vấn cũng hoang mang lắm, nên vì thế em sẽ có một cái manh mối nữa về sự liên kết giữa Ocean và Ô Súng, xem họ có mối tương quan như thế nào. Xin mời manh mối ạ. Sự liên kết của Ocean và Ô Súng, bình sữa và một cái núm. 2 người này đều có con. Đây là kỷ niệm mà ba mẹ của Súng và Sáng, là một đứa là dành cho Bình nữa, và một đứa là dành cho Đụng nữa, nên là đánh nhau ghê lắm. Một là chị em ở trong cùng một gia đình, còn 2 là thí sinh trong cùng một cuộc thi, hoặc là cùng một cái nôi mà ra. Mà mọi người có nhớ lại ký ức là ngày xưa Ocean từng chia sẻ là ước mơ làm giáo viên mầm non đó. Có khi nào là chung trường không? Tôi thì tôi không có dựa vào những cái gợi ý của chương trình. Lý có như không vậy đó. Tôi chỉ dựa vào chất giọng của Ô Súng thôi. Ô Súng hôm nay á, là hát có pha giọng mix nhưng mà dùng chest nhiều hơn, lên cái nốt cho em rất là powerful. Thì tôi có nghĩ đến một người bạn hát rất là hay, đó là Thanh Ngọc. Ban đầu là em với lại mọi người ở đây là có nghĩ tới bạn Võ Hạ Trâm. Thì đó là lý do vì sao mà hồi nãy em mới hỏi Súng là lớn hơn hay nhỏ hơn em. Tại vì Trâm thì nhỏ hơn em. Nhưng mà với cái dáng này, với cái độ tuổi này thì em đang nghiêng về phía anh Thành, đó là chị Thanh Ngọc, nhắm mắt Ngọc. Còn Nu thì sao ạ? Nu nghĩ là Võ Hạ Trâm. Nu có tìm hiểu về âm vực của Võ Hạ Trâm, vì vậy cho nên lúc nãy về những cái nốt cao với những cái độ bén sharp của âm thanh thì Nu có nghe ra được. Có thể cái đó là phỏng đoán của Nu thôi. Và một điều quan trọng đến với The Masked Singer là Nu muốn tất cả mọi người luôn luôn có một cái sự nghi hoặc ở trong người, như vậy chương trình của chúng ta càng lúc càng hot hơn. Tụi mới xuống mình bơi xuống như bung cái bố chứ mà ăn loại lúng túng ra. 2O thứ nhất là cướp hit của em, thứ hai là 2O mà chặt chém với em. Em hứa là sau cái chương trình này đi show ở đâu em kiếm 2O chỗ đó cho bằng được đó. Để làm gì? Tôi xin chữ ký hay. Dạ em xin chữ ký 2O đó. Anh hề ba bộ nhiều lắm, thằng cho về đầu giường nhá. Trời đất ơi, bà Sen mà Súng ghê quá. Ê, mình bảo lưu 2 bà này luôn được không? Có duyên quá à. Bà Súng bà đứng không yên luôn, nãy giờ bà cứ lắc lư vậy đó. Vì em hơi khó thở. Em đang rung chuyển để tạo oxy. Đến nước này tôi phải thú thật, tại vì tôi cũng đang hoang mang quá. Lúc đầu tôi nghĩ Ô Sen là Võ Hạ Trâm. Rồi bây giờ nghe bà Súng nửa giống Thanh Ngọc, nửa giống Võ Hạ Trâm thì tự nhiên tôi lại hoang mang. Bà Sen bả là ai? Là tôi sai rồi đó. Là chị có bà Súng chứ ai nữa mà cũng hoài nữa. Em xin lùi và bán bình luận chị em hơi xẻo sắc. Trời ơi, sao có nói chi món hả chị em nè. Mình chỉ nói là đoạn ri thôi, mình chưa chặt mình đụng má. Anh mà on súng lần này có lột ra không anh? Lột chứ, mình lột liền đi. Trời ơi, đấy là bộ đồ của em lột ra rồi em còn gì. Lần đầu tiên mà mình thấy mình tức cái nha. Để em coi sự tự tin của hội đồng cố vấn, bộ phong bì đồ ha, chắc chắn 100% đồ ha. Hơi đau tin bắp trời ơi. Tiến em đón áo sen lại. Ban đầu em cũng giống anh. Mà tự nhiên bây giờ bà súng ra mình cũng thấy giống Võ Hạ Trâm thì luôn. Đó. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ súng thiên về Thanh Ngọc nhiều hơn. Và nếu như súng là Thanh Ngọc thì sen mới là Võ Hạ Trâm. Chứ nếu mà súng mà là Võ Hạ Trâm thì bà sen bả là ai? Bà là chị của bà súng. Nhây, dễ sợ nhây. Nếu thế thì sen là chị Thanh Ngọc được không? Sen thì không thể là Thanh Ngọc. Súng từ vùng mới lên đang thiếu oxy. Hai chị ráng cố cho tụi em đoán ra hai chị là ai đi nè. Em cố em đoán là tuy chi quả cổ nha. Xin lỗi chị. Mà thật ra nãy giờ súng vận động nhiều nên mới tốn oxy nhiều hơn. Sen kinh nghiệm xin nghiêm rồi. Bây giờ xin mời O Sen, O Súng hãy trở về đầm lầy của mình để mà tắm mát. Ai hốt tôi đi. Dạ có, từ từ Súng ơi. Xin mời biệt đội áo đen Côn Ngầu hãy dìu O Sen, O Súng vào trong ạ. Top 3 The Masked Singer Việt Nam sẽ được mở mặt nạ. Những giọng ca khủng nhất sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu. Tất cả sẽ được diễn ra chỉ một đêm duy nhất tại The Masked Singer Việt Nam All Star Concert vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động Phú Thọ, địa chỉ cổng số 1 219 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 11, cổng số 2, số 2, số 4 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.